Vị khách mời của chương trình ngày hôm nay sẽ được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Hương đến từ Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ Ngọc Hương ạ. Xin chào Thanh Điền, xin chào các bạn đang xem chương trình Thành phố hôm nay. Dạ, thưa bác sĩ Ngọc Hương, cho Thanh Điền hỏi luôn là omega 3 thì đóng vai trò như thế nào với hoạt động của hệ tim mạch ạ? Omega 3 là một trong những cái nhóm axit béo thiết yếu của cơ thể, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ thể và nó bao gồm là DHA và EPA. Omega 3 là tham gia vào cấu trúc của lớp kép của phospholipid. Cái điều này nó giúp cho cái màng tế bào có cái tính thấm tốt là một, cái thứ hai là bền vững. Kế tiếp nữa là omega 3 còn tham gia vào các cái hoạt động truyền tin ở trong tế bào và giữa các cái tế bào với nhau. Nói về hệ tim mạch thì cái vai trò của omega 3 đặc biệt quan trọng luôn. Chúng ta thấy rằng là với cái một cái liều lượng omega 3 hàng ngày vừa đủ thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái tác động rất là tốt trong cái việc là phòng ngừa các cái rối loạn nhịp tim. Omega 3 còn giúp cho chúng ta giảm được cái triglycerid ở trong cơ thể, giảm hình thành các cái mảng bám ở trên thành mạch. Rồi nó còn giảm hình thành cục máu đông và giảm huyết áp, và nó giảm được cái tình trạng là đột quỵ cũng như là cái tình trạng là nhồi máu cơ tim.